Chung tay cùng hệ thống chính trị, những ngày qua các đoàn thể, các doanh nghiệp và tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố Rạch Giá đã góp tiền vật chất để cùng nhau phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đây là địa điểm tập kết trao củ quả và nhu yếu phẩm của những tấm lòng hảo tâm gửi đến các lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch. Người đem đến và người đến lấy luôn tấp nập. Những ngày qua, đây cũng là địa điểm cung cấp rau nhu yếu phẩm nhiều nhất cho các phường, các bếp ăn từ thiện trên địa bàn thành phố. Được chỗ Liên đoàn Lao động là có hỗ trợ về gạo, mì và các rau củ quả để về cho vận động cho cái nấu cái bếp ăn từ thiện cho các lực lượng dân quân tự vệ với ban bảo vệ dân phố đóng chốt ở các điểm cầu để là phòng chống dịch. Thì qua sự hỗ trợ của bà con cô bác ở đây thì cũng rất là cảm ơn. Từ khi thực hiện chỉ thị 15 đến nay, hàng ngày tại điểm tiếp nhận là Liên đoàn Lao động thành phố Rạch Giá đã đón nhận rất nhiều nhu yếu phẩm để cung cấp nguồn nguyên liệu phục vụ các bữa ăn cho 11 phường xã trên địa bàn thành phố, xã Hòn Tre, huyện Kiên Hải và tiếp tế cho những chuyến xe không đồng tới những khu cách ly phong tỏa phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong những ngày qua, mạnh thường quân, nhân dân đến đóng góp tại điểm tiếp nhận Liên đoàn Lao động thành phố Rạch Giá rất đông. Thống kê sơ bộ có trên 2.000 hộp dịch, 1 tấn rau củ quả, 2 tấn gạo, hơn 100 kg thịt, cá các loại 500 kg, mì gói 600 thùng và các mặt hàng khác như nước tương, dầu ăn, khẩu trang y tế, nước sát khuẩn, v.v. Chia sẻ khó khăn với bà con trong đợt dịch COVID-19 lần này, được sự hỗ trợ của lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố và một số mạnh thường quân đã tự đóng góp để hỗ trợ cho bà con. Thành phố Rạch Giá và huyện đảo Kiên Hải cũng như là đặc biệt ở thành phố Hồ Chí Minh gặp rất nhiều khó khăn trong vấn đề lương thực thực phẩm. Các mạnh thường quân đã hỗ trợ rất nhiệt tình với số nhu yếu phẩm rất cần thiết cho bà con như gạo, cá, thịt, trứng, rau củ quả, mì gói, nước tương và dầu ăn. Thì qua đây thì cũng đã góp một phần nào đó giúp đỡ bà con trong cái khó khăn rất nhiều lần này. Mỗi người một hành động tích cực sẽ mang lại hiệu ứng lan tỏa, kêu gọi thu hút sức mạnh từ cộng đồng cùng chung sức đồng lòng để chiến thắng dịch COVID-19.